Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 53, bộ truyện Tiên hiệp Tiên giả. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Các bạn đang theo dõi bộ truyện tiên hiệp tiên giả của tác giả phong ngữ Nguồn truyện Bạch Ngọc Sách chấm viết, dịch giả vong mạng Truyện được phát duy nhất trên kênh youtube Trần Vân Vlog Chương 168 Thử một chút uy lực Đại hán khôi ngô nghe được lời này của viên minh thì hơi sửng sốt Nhất thời không thể quyết định xem nên nói cái gì Hắn vốn cho rằng Viên Minh chỉ là một tán tu lạc đàn bình thường. Vậy là liền cùng ba người bám đuôi theo đến. Mùi tính giết Viên Minh, cướp đi 300 linh thạch mà Bạch Giả Tán Minh đã đưa cho hắn. Nhưng tình hình trước mắt lại hoàn toàn khác so với dự đoán. Tra Cáp dùng địa du phụ để ám sát người này, nhưng tới bây giờ vẫn chưa thấy hiện thân. Trong khi đó Viên Minh hoàn hảo không mất một sợi tóc lại xuất hiện tất cả khiến cho đại hán khôi ngô không khỏi sinh ra thoái ý trong lòng nữ tử áo đỏ cũng nổi lên ý định rút lui hai vị sợ cái gì chúng ta ba đánh một lý nào có thể thua tiểu tử không thì người giao pháp khí chứa đồ ra chúng ta có thể để cho người được toàn thây thanh niên âm lãnh đích thị là nghe con mới đẻ không sợ cọp lớn tiếng nghiêm giọng quát ngu xuẩn đại hán khôi ngô giật mình chỉ kịp thầm mắng trong bụng một câu, chứ không kịp ngăn thanh niên âm lãnh. Nói như vậy là ba vị đến vị ba trăm linh thạch kia sao? Các người đã có ý giết người cướp cổ, hằng cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ bị giết. Viên Minh bình tĩnh nói. Muốn giết chúng ta, chỉ bằng vào một tên luyện khí kỳ tầng chính phế vật nhà ngươi sao? Thanh niên âm lãnh điên cuồng cười to, nắm trong tay thêm một pháp khí dạng viên châu màu xanh, Đoạn lao như tên bắn về viên minh Việc đã tới nước này Đại hán khôi ngô Cũng chỉ còn cách cắn răng ra tay Hắn lật tay tế ra một cây bùi lớn màu vàng Dài hơn nửa trượng Đầu búa to như cối say Kéo theo khi thế kinh người Đánh về đầu viên minh Thấy hai gã đồng bọn động thủ Nữ tự áo đỏ cũng tế ra một cây quạt lông màu lam Hùng hăng vung về viên minh Mười cây băng trùy bén nhọn Lăng không xuất hiện Rồi bắn vọt tới chia ra đâm tới mọi nơi trên người viên minh. Ba người liên thủ tạo ra uy thế không thể xem thường. Sức mạnh bộc phát của bọn hắn đẩy lùi độc chướng xung quanh ra xa mấy chục trượng. Viên minh không chút hoang mang, bấm niệm pháp quyết rồi điểm tới một cái. Tức thì trước người liền xuất hiện ánh sáng màu vàng kim. lưu kim sa lóe hiện, quấn mấy vòng xung quanh người hắn, tạo ra một tầng xa màu vàng kim tương đối dày. Phi kiếm màu xanh Búi lớn màu vàng cùng băng chùy bén nhọn, gần như cùng một lúc đánh lên lưu kim sa. Nhưng bề mặt lưu kim sa chỉ khẽ chập chợn một chút rồi lập tức bình ổn. Sao có thể như vậy được? Ba người bọn đại hán khôi ngô trợn mắt há mồm. Bọn hắn vừa rồi đã dốc hết toàn lực, vậy mà vẫn không lay động được lớp phòng ngự của viên minh. Viên minh nhìn lớp vải xa kiên cố dị thường, tuy mặt không đổi sắc nhưng trong lòng lại khá hài lòng hắn cố tình dùng lưu kim sa ngăn đòn tấn công của ba người. Chính là vì muốn xem sức phòng ngự của loại sa này rốt cuộc mạnh tới đâu. Cũng may lưu kim sa không khiến cho hắn phải thất vọng. Nhanh! Viên Minh dơ hàng tinh kiếm, đoạn điểm về khoảng không, chỗ phi kiếm màu xanh và búa lớn màu vàng. Khí lạnh bùng lên bao trùm xung quanh hai kiện pháp khí. Thình lình ngưng kết ra một khối băng đông đá hai kiện pháp khí ở bên trong đại hán khôi ngô và thanh niên âm lãnh biến sắc kinh ngạc phát hiện liên hệ giữa mình và pháp khí chỉ chớp mắt đã đứt đoạn nhất thời không cách nào điều khiển được hai người chưa bao giờ rơi vào tình huống này nên vô cùng hoảng hốt đại hán khôi ngô có tu vi cao hơn một chút cố gắng ép mình tỉnh táo đưa tay toàn tế ra một pháp khí khác đúng thời khắc này mặt đất dưới chân đột nhiên nứt ra tiếp theo một nhánh dây leo màu tím đen bắn vọt tới nhanh như tia chớp quân lấy hai chân hắn đại hán khôi ngô thầm run sợ vội vàng dậm mạnh chân bật người nhảy lên hòng thoát khỏi sự trói buộc của dây leo nhưng nhánh dây leo lại cứng cỏi lạ thường khiến hắn không những không bước ra được mà còn bị nó kéo lê trên mặt đất một luồng sáng trắng từ phía xa bắn tới như điện chớp chỉ nháy mắt đã tới trước người đại hán Tiếp theo dùng tốc độ nhanh hơn cả ánh mắt của mọi người Phập một tiếng đâm xuyên qua người đại hán Luồng sáng kia chính là hàng tinh kiếm Khí lạnh lập tức bộc phát Khiến thân thể đại hán khôi ngô Lập tức bị đóng băng thành một cây nước đá Sinh cơ chỉ trong chớp mắt đã hoàn toàn đứt đoạn Trong số bốn người Thì đại hán khôi ngô là người có tu vi cao nhất Ấy vậy mà không đỡ nổi hai chiêu của viên minh thanh niên âm lãnh và nữ tử áo đỏ, mặt đã sớm không còn giọt máu, cuống cuồng, quay người tách ra, chạy trốn theo hai hướng khác nhau. Biên minh bấm niệm pháp quyết điểm tới, tức thì hai đạo linh quang một đen một lam từ trong tay áo bắn ra, lao thẳng về phía nữ tử áo đỏ. Hai đạo linh quang này chính là Thủy Vân Phiên và cây một trầm đen của ả chột mắt khi trước. Trong lúc đó, hàng tinh kiếm tỏa ánh sáng trắng xuyên qua người đại hán khôi ngô, rồi đuổi theo hướng thanh niên âm lãnh dừng dừng tay ta là người của tiết gia bảo đông vực người không thể giết ta phát hiện hàng tinh kiếm truy đuổi đằng sau thanh niên âm lãnh sợ đến hồn vía lên mây há miệng gào thét một bên tiếp tục chạy về phía trước một bên đưa tay lấy ra một mớ phù lục rồi cuống cuồng ném về sau mười mấy loại pháp thuật đủ loại từ hỏa cầu thủy tiễn tới phong nhận xuất hiện rồi cùng đánh thẳng về hàng tinh kiếm. Viên minh cách không kích phát tật phong phù văn trong hàng tinh kiếm. Hàng tinh kiếm đột nhiên mờ đi, tốc độ thình lình tăng gấp bội, dễ dàng tranh thoát công kích của hỏa cầu băng nhận. Chỉ trong chớp mắt đã đuổi kịp thanh niên âm lãnh. Miếng ngọc bội hình bên trong hông của thanh niên âm lãnh, bỗng bừng sáng, tạo ra một tầng sáng trong suốt bao bọc quanh người y. Phành một tiếng, hàng tinh kiếm nhằm giữa lưng y đâm tới. Tuy nó bị tầng ánh sáng trắng kia ngăn, nhưng lại lực trùng kích cường đại vẫn khiến thanh niên âm lãnh, lão đảo, ngã sấp mặt xuống đất. Không đợi cho thanh niên âm lãnh kịp có hành động khác, một luồng hàng khí ác liệt đã quét tới, đóng băng cả thanh niên âm lãnh lẫn tầng sáng bảo hộ. Tiếp theo, trường kiếm hạ xuống, chém cả khối băng lẫn thanh niên âm lãnh thành năm bảy mảnh gần như cùng lúc đó một bên khác chợt có tiếng kêu thảm thiết vang rồi nhanh chóng trở nên yên tĩnh viên minh tháo pháp khí chủ đồ của đại hán khôi ngô và thanh niên âm lãnh xuống xong liền cất bước đi tới chỗ nữ tử áo đỏ rất nhanh đã tới cạnh người cô gái này nữ tử áo đỏ hai chân bị tự hắc yêu đằng quấn chặt phần giữa ngực và bụng thủng một lỗ lớn giống như bị thứ gì sắc bén xuyên qua tim thì bị một trăm màu đen đâm vào, đã chết không thể chết thêm. Viên Minh nhặt cây quạt lông màu lam cùng túi trữ vật màu đỏ lên, rồi quay người trở lại sơn động. Nhìn hàng tinh kiếm trong tay, trên mặt hắn lộ ra vui mừng. Đám người đại hán khôi ngô vốn có thực lực không kém, nhưng hôm nay lại binh bại như núi đổ, chủ yếu là vì hàng tinh kiếm có thể đóng băng pháp khí của người khác, khiến chúng tạm thời thoát khỏi sự khống chế của đối thủ pháp khí hàng băng bình thường sẽ không thể làm được việc này chúng tối đa cũng chỉ có thể ảnh hưởng tới pháp lực trong pháp khí không cách nào tác động tới một sợi thần hồn ký túc bên trong pháp khí trong khi đó hàng tinh kiếm của viên minh được rèn đúc từ âm ngọc âm ngọc có thể tấn công thần hồn con người vậy nên ban nãy sau khi đóng băng pháp khí của hai người nó cũng ngăn cách luôn thần thức của bọn họ tu sĩ luyện khí kỳ một khi mất đi pháp khí thuận tay nhất thời sẽ khó tránh hoảng hốt, rất dễ để cho người khác mặc sức tấn công. Viên Minh vận thần thức dò xét ba kiện pháp khí, quạt lông màu lam, viên châu màu xanh và cả cây búa lớn của đại hán Khôi Ngô đều là pháp khí hạ phẩm. Bên trong quạt lông màu lam có khắc họa phù văn, theo ghi chép bên trên bản chất tay của Hắc Mộc đại sư thì phù văn này tên là băng chùy, có thể phóng ra băng chùy để tấn công địch nhân. Pháp khí viên châu của thanh niên âm lãnh tuy màu xanh nhưng lại được luyện chế từ kim loại. Tuy chỉ là một viên châu nho nhỏ nhưng lại nặng đến gần trăm cân. Về phần phù văn bên trong viên châu thì viên minh không nhận ra. Nhưng từ hiệu quả của viên châu thì có thể đoán là một phù văn loại va chạm. Còn phù văn bên trong cây búi lớn của đại hán khôi ngô cũng có trên bản chép tay của hắc mộc đại sư. Phù văn này tên là chấn động. Biến lực lượng thành chấn động những đợt sóng dập dờn trên bề mặt lưu kim sa khi nãy chính là hiệu quả công kích của cây búa này. Ta đã có một cây búa rèn, không ngờ hôm nay lại thu được cây búa còn lớn hơn. Xem ra ta đúng là có duyên với mấy pháp khí dạng búa. Ồ, cây búa này có tên. Viên Minh nhẹ nhàng vung vẩy cây búa màu vàng, ánh mắt rơi vào phần cuối của cán búa. Hám Sơn Chùy Tên rất chuẩn, Viên Minh nhếch miệng tươi cười bình phẩm. Trong ba kiện pháp khí thì chỉ có hám sơn chùy lọt vào mắt hắn. Cây búa này được luyện chế từ một loại kim loại nào đó cực kỳ nặng, còn nặng hơn cả viên châu màu xanh lẫn búa rèn của hắc một đại sư. Sức nặng này kết hợp với phù văn chấn động sẽ tạo ra sức công kích vô cùng cường hãn, rất thích hợp để sử dụng khi chiến đấu sáp lá cà. Nếu hắn thi triển biến thân vượng trắng, đồ dùng hám sơn chùy này thì chắc chắn sẽ là một sự kết hợp tuyệt vời, có thể nâng cao sức mạnh lên không ít. Viên Minh cất đi ba kiện pháp khí rồi bắt đầu xem xét túi trữ vật của ba người. Trong túi trữ vật của nữ tử áo đỏ có một ít linh thạch, một ít vật liệu phổ thông và một pháp khí hạ phẩm chất lượng rất kém, so với một trăm màu đen cũng không bằng. Trong khi đó túi trữ vật của thanh niên âm lãnh lại chứa hơn 200 linh thạch hơn nữa trong đó còn có một khối linh thạch trung phẩm. Ngoài ra còn có hai kiện pháp khí phẩm chất không tệ. Cuối cùng, viên minh mở pháp khí chú đồ của đại hán khôi ngô. Vừa xem, hắn liền khẽ giật mình. Trong túi chứa đồ này, ngoài trừ một ít linh tài, thì còn lại chỉ là một lượng lớn phù chỉ, một cây phù bút cán vàng đầu bạc, mấy bình linh dịch để vẽ phù và một quyển sách khá mỏng. Tên này trông cao to, thô kệch Không ngờ lại là một phù sư Viên minh trong mắt lộ ra kinh ngạc Phù chỉ, phù bút, linh dịch Tất cả đã nói rõ thân phận của đại hán khôi ngô Kiểm kê phù lục bên trong túi trữ vật Viên minh đếm được 32 tấm phù lục thành phẩm Cả mớ phù này đều là hỏa cầu phù Phong nhận phù, thủy tiễn phù Bậc thấp Chẳng hề có một tấm phù bậc trung nào xem ra trình độ chế phù của tên này cũng chỉ có vậy mà thôi viên minh thì thào tự nói một mình đoạn lật cuốn sách mỏng ghi ra xem cuốn sách này giống như bản chép tay của hắc mộc đại sư mấy trang đầu ghi lại cuộc sống tu luyện của đại hán cùng một ít kinh nghiệm tâm đắc ba trang cuối vẽ sáu cái phù văn phù lục lần lượt là hỏa cầu phù phong nhận phù thủy tiễn phù nham thứ phù mộc thứ phù và địa du phù năm loại phụ lục đầu tiên đều là hạ phẩm, chỉ có địa du phụ là trung phẩm. Thì ra tấm phụ lục màu vàng kia có tên là địa du phụ. Trên sách, bên cạnh hình vẽ địa du phụ còn có ghi chi tiết về hiệu quả của phụ này. Nó có thể để người ta thoải mái hành động một thời gian ngắn dưới lòng đất, giống như vẫy vùng trong nước. So với mấy loại thuật độn địa bình thường thì cao minh hơn nhiều. Tiếc là đại hán khôi ngô chỉ vẽ ra có một tấm địa du phụ viên minh thầm kêu đáng tiếc sau đó liền bỏ hết sách và những thứ khác vào trong túi trữ vật không nghĩ tới chuyện bản thân đi vẽ phụ thử khi học luyện khí ở bích la động hắn ít nhiều cũng nghe người ta nói qua về phụ lục nên cũng khá hiểu rõ về nó phụ sư là một nghề tiêu tốn cực nhiều tài nguyên tiền bạc và cả thời gian nếu muốn nắm giữ một loại phụ lục thì nhất định phải trải qua hàng trăm, hàng ngàn lần thất bại, hào tổn rất là nhiều vật liệu và tinh lực mới có thể dần tích lũy kinh nghiệm, từ đó nâng cao xác suất thành công. Với người có thiên phú vẽ phù hơi kém một chút, thì số lần thất bại tăng gấp 2-3 lần cũng là chuyện hết sức bình thường. Nhưng nếu đang theo mà đổi qua một loại phù lục khác thì lại phải bắt đầu từ đầu. Muốn bồi dưỡng một phù sư đủ tiêu chuẩn ngoài việc liên tục bỏ ra vô số tài nguyên luyện tập hết ngày này qua tháng nọ thì căn bản chẳng còn cách nào khác hơn nữa việc vẽ phù rất là tốn tinh lực ảnh hưởng đến việc tu luyện là điều chắc chắn nên chỉ cần là người tu tiên có lòng cầu tiến thì sẽ không phân tâm đi học môn này viên minh không có tài nguyên thứ hai là không có dư thừa tinh lực tự nhiên sẽ không thử học vẽ phù tham thì thâm Chương 169 Nhìn trộm Viên Minh quay người trở lại sơn động Đoạn nhắm mắt cảm ứng tình hình của hai con hồn nha Vừa cảm ứng một chút Vẻ kinh ngạc liền hiện ra trong mắt hắn Chỗ trong lâu đài cổ mà Bạch Dung đứng khi nãy Hiện tại đã có thêm bốn thân ảnh Ba nam một nữ Viên Minh mang máng nhớ được bốn người này Bọn họ đều là thành viên tham gia nhiệm vụ lần này nhưng đã lựa chọn rời đội ở thời điểm bước tới lối vào quỷ khốc hạp. Không ngờ hiện nay lại xuất hiện ở đó. Xem ra, Bạch Dung và bốn người này là đồng bọn. Tham gia nhiệm vụ do Bạch Dạ Tán Minh tổ chức là mua đồ chuyện khác. Bạch Dung khi trước có để lại tiêu ký, hẳn là để dẫn đường cho mấy người này. Tàn nhang, người xác định là chỗ này sao? Hán tử mặc áo bào xám trong đám người lên tiếng hỏi. Khởi bẩm cốt đồ trưởng lão Đệ tử dựa theo ghi chép trên bản tàng quyển kia Từ xa vương động Đi về phía tây 20 dặm Mất một phen tìm kiếm mới tới được nơi này Bạch Dung cùng kính đáp Tàn nhang Bạch Dung này Tên thật là Tàn nhang sao Nghe đoạn đối thoại của hai người Thân thể viên minh khẽ rung lên Tam động chủ từng nhắc tới tên Tàn nhang này với hắn Nói sẽ giúp hắn luyện chế thanh ngư kiếm với điều kiện là sau đó cần lấy linh tài bạch viêm tinh kiếm từ tay tan nhang trong bạch lộc khâu. Thật không ngờ lại trùng hợp gặp được ở đây. Tam đồng chủ có nói tan nhang là đệ tử của hắc hỏa môn. Vậy thì hắn tử án bào xám kia cũng là người của hắc hỏa môn hay sao? Tàn nhang gọi lão là trưởng lão. Chẳng lẽ là tu sĩ trúc cơ kỳ che giấu tu vi? Nghĩ tới đây, viên minh lập tức trở nên cảnh giác bên trong lâu đài cổ như vậy thì không sai được có điều cấm chế màu đen này hình như là tỏa âm trận có thể tự động thu nạp âm khí duy trì kéo dài thời gian vận chuyển của trận pháp mà tòa lâu đài này có âm khí dày đặc lại liên miên không dứt e là không có dễ để phá cấm chế này cốt đồ trưởng lão trầm ngâm nói bây giờ phải làm sao đừng nói chúng ta cứ như vậy mà trắng tay quay về chúng ta đã phải tốn không ít linh thạch để ngăn chặn chúng khí trong xà vương cốc này. Một thiếu nữ vận đồ đen bên cạnh cốt đồ trưởng lão tức giận nói. Na nạp sư muội đừng có vội. Cốt đồ trưởng lão tinh thông trận pháp cấm chế, đủ để đứng trong năm vị trí đầu ở bản môn. Chỉ là một tòa trận pháp nho nhỏ, người nhất định có thể nghĩ ra cách phá. Tàng nhang cười nói. Bớt tỏ ra thân quen đi, anh là sư muội của ngươi. Thiếu nữ đồ đen nhíu mày gắt khẽ Tang nhang chỉ cười chứ không đáp Trông có vẻ không để bụng Mấy lời vô lễ của thiếu nữ Một đại hán thô kịch Vác hắc đao đứng sau Tang nhang Có vẻ là hộ vệ của nàng Ánh mắt lấy lên giận dữ nhấc chân tiến lên một bước Một thanh niên mày xích mắt sáng Đứng bên cạnh thiếu nữ áo đen Cũng bước lên trước hai bước Che thiếu nữ áo đen ở sau lưng Chuyện lớn chưa thành các ngươi làm loạn cái gì Lui xuống hết cho ta cốt đồ trưởng lão quát lên Tàn nhang phất tay áo đại hán thô kịch liền lui xuống cùng lúc này thanh niên mày xích cũng lui lại đứng bên cạnh thiếu nữ áo đen cốt đồ trưởng lão tỏa âm cấm chế tuy là phức tạp nhưng với trình độ trên phương diện trận pháp cấm chế của ngài chắc hẳn đã nghĩ ra được cách phá rồi tàn nhang hỏi nếu là tỏa ôm đại trận mới được dựng trong mấy năm gần đây, thì ta chưa chắc phá nổi. Nhưng cấm chế ở đây, coi bộ đã tồn tại nhiều năm rồi. Dù đến nay vẫn còn vận chuyển, nhưng khí cụ bày trận đã bắt đầu mục nát. Đã có nhiều chỗ xuất hiện dấu hiệu bất ổn. Muốn phá cũng không phải không có cách. Các người nghe ta dặn đây. Sau một hồi đánh giá suy xét, cốt đồ liền mở miệng nói. Đám tàn nhang nghe thì vô cùng vui mừng vội vàng tập trung lắng nghe. Tiếp theo, mệnh lệnh của cốt đồ trưởng lão, mỗi người cầm một pháp khí ngọc phù do cốt đồ đưa, tách ra di chuyển đến mấy chỗ khác nhau bên ngoài đại điện, xong liền bắt đầu thi pháp thôi động pháp khí. Từng luồng sáng trắng dạng như mũi tên, mang trong nó những điểm phù văn ngọc phù bắn ra, đánh lên trên cấm chế màu đen. Cấm chế màu đen lần này không thể thôn phệ được ánh sáng trắng, bị đánh cho chấn động liên tục. Từ ngoài có thể thấy rất rõ Từng sợi khói đen đang không ngừng tiêu tan Xem ra tạo nghệ của cốt đồ trưởng lão này Trên phương diện trận pháp không hề thấp Không biết so với nữ tử mang mặt nạ kia Có thể phất tay thành trận ở Hắc Nham Thành Thì ai lợi hại hơn ai Viên Minh thấy vậy thì thầm nghĩ Tình hình bên lâu đài cổ Trong lúc nhất thời nửa khắc Sẽ không thể cho ra kết quả Nghĩ vậy viên minh liền thông qua tầm mắt của một hồn nha khác để quan sát tình hình bên trong xà vương động. Lúc này sau khi trải qua một trận chém giết, đám người bạch dạ đã tiến sâu vào trong xà vương động. Nhờ có hai tu sĩ trúc cơ kỳ là bạch dạ và huyển thị dẫn đội, cộng thêm việc mọi người phối hợp chiến đấu theo đoàn, nên dù chiến đấu căng thẳng nhưng không có hao tổn về nhân mạng. Không gian nơi này không những không nhỏ đi, trái lại còn lớn thêm không ít. Độc chướng xung quanh cũng càng nồng đậm hơn. Việc này khiến đám người bạch dạ tán minh, dù có tỷ chướng châu hộ thể, cũng dần dần lộ ra mệt mỏi. Hồn nhà của viên minh không phải vật sống có thực thể, nên không bị độc chướng ảnh hưởng, có thể dễ dàng bám theo từ phía xa xa. Tới nơi này, số lượng kim hoa độc mãn từ xung quanh đánh tới, bắt đầu giảm bớt, áp lực lên đoàn người cũng theo đó giảm đi. Thế nhưng, thần sắc hai người Bạch Dạ, Huyễn Thị lại không có vẻ nhẹ nhõm, trái lại càng thêm cảnh giác tập trung. Hẳn là đã tới rất gần hang ổ của xà vương. Mọi người không được khinh xuất, tập trung tinh thần. Huyễn Thị nói, lời y còn chưa dứt, trong động quật phía trước chợt coi tiếng xì xì, trầm kháng, truyền ra, mang theo khí thế như xuyên thủng thần hồn người ta. Những tu sĩ luyện khí kỳ ở đó vừa nghe thấy âm thanh này, cả người liền chấn động mạnh mặt mũi tái đi hồn nha nấp ở phía sau cũng không thoát khỏi ngoài thân xuất hiện ánh sáng đen nhấp nháy loạn xạ thân thể không ngừng run rẩy tiếng rít này mang theo công kích sóng âm không ngờ lại có thể làm thần hồn bị tổn thương viên minh vội vàng điều khiển hồn nha lui lại khi viên minh còn đang cân nhắc từ trong chướng khí phía trước bỗng có một cái bóng màu vàng kim xuất hiện ngay sau đó là một cái đuôi rắn to như thùng nước nhanh như điện chớp bắn ra đâm thẳng tới phía nhóm người kéo theo một cơn gió lốc dữ dội tới độ có thể thổi bay cả đám huyễn thì nhanh chóng lướt tới chặn đằng trước mọi người trong tay y lúc này có thêm một tấm khiên bằng đồng thau tấm khiên tỏa ra ánh sáng xanh chói lòa cơn rắn va chạm với đuôi rắn màu vàng kim một âm thanh chắc chúa vàng Huyễn thị cả người cả thuẫn bị chấn cho lui lại mấy bước. Trong lúc ấy, đuôi rắn vàng kim cũng bị cản quay về. Là kim hoa xà vương bay trận. Không chờ thân hình kịp ổn định, Huyễn thị gấp giọng lớn tiếng nói. Mười thành viên bạch dạ tán minh vội vàng tạo thành một vòng tròn, đoạn cắm ngập gần nửa đại kỳ màu trắng trong tay xuống lòng đất. Bạch dạ phất tay áo, tức thì từng miếng trận bàn bắn ra rơi vào những điểm khác nhau trên vòng tròn. Mười cây đại kỳ bừng lên ánh sáng chói lòa, đối liền với nhau thành một thể, tạo ra một pháp trận hình tròn màu trắng bao phủ mười người vào bên trong. Năm tán tu được chiêu mộ, tham gia nhiệm vụ, thấy uy thế của xà vương thì vô cùng hoảng sợ, vô thức bước lùi về sau. Lùi lại chỉ có một con đường chết, tất cả trốn vào trong pháp trận đi. Kim hoa xà vương là hung thú cấp 2, không dựa vào pháp trận thì các người căn bản không thể chống nổi đâu. Bạch dạ lớn tiếng quát. Pháp trận màu trắng vốn đã đóng kín, chợt rắc một tiếng, vỡ ra một lỗ hổng để mấy người đi vào. Năm tên tán tu vốn cực kỳ hoảng sợ, nghe được vậy liền tức tốc chạy về lỗ hổng trên trận pháp. Đúng lúc này chuông khí dày đặc phía trước khẽ động. Ngay tiếp theo, một con cự mãn dài 4 năm trượng, toàn thân phủ đầy vảy màu vàng kim, từ trong độc chướng vọt ra như điện chớp cái đầu to như cái đấu của nó thình lình phun ra một mảng lớn nọc độc màu xanh sẫm đánh về năm tên tán tu bạch dạ lật tay lấy ra một tấm lệnh bài màu tím tiếp theo vận pháp lực rót vào bên trong lệnh bài sáng lên rồi tỏa ra một vần hào quang màu tím lớn bên trong pháp trận màu trắng cũng xuất hiện một ngọn lửa tím hừng hực cháy bạch dạ quát khẽ một tiếng Tức thì một con hỏa xà màu tím dài hơn trượng từ trong pháp trận bắn ra, đâm thẳng tới đám nọc độc màu xanh sẫm. Hỏa xà theo một tiếng xẹt liền hoàn toàn tan biến, nhưng chỗ nọc độc xanh sẫm cũng bị hỏa xà đâm nát, bắn tuần tóe khắp xung quanh. Theo những tiếng xèo xèo nối nhau vang, mặt đất và vách đá xung quanh nọc độc ăn mòn xuất hiện vô số lỗ nhỏ. Một phần nọc độc bắn ra trùng hợp đánh trúng một gã tán tu đang hoảng hốt chạy trốn. Chỉ chớp mắt sau, sau khi bị dính nọc độc, đầu hắn liền hóa thành bùn nhão, người đổ xuống mà không kịp ú ớ tiếng nào. Trông thấy cảnh này, viên minh không khỏi hải hùng khí vía, thầm cảm thấy may mắn vì mình không nổi lòng tham mà mạo hiểm vào theo. Không ngờ nọc độc của con kim hoa xà vương này lại đáng sợ như vậy, so với cốc đen còn mạnh hơn rất nhiều. Tu sĩ luyện khí kỳ căn bản không ngăn trở được chút nào. Bốn tên tán tu còn lại hồn ví lên mây, cuốn cuồng dốc hết sức bình sinh, lướt nhanh như gió và pháp trận màu trắng. Mấy người vừa vào trong, lộ hổng trên pháp trận lập tức khép. Nhanh! Bạch dạ ánh mắt buông lỏng, thôi động lệnh bài trong tay. Ngọn lửa màu tím bên trong pháp trận chợt bùng lên, bắn ra một luồng lửa tím lớn, kéo theo những tiếng nổ đông đốt giòn vang, đánh về cái đầu rắn màu vàng kim. Đầu rắn màu vàng kim này có vẻ hơi e ngại, ngọn lưỡi tím. Vội rụt đầu, tránh né, hồng thoát qua một kích này. Cách đó không xa, huyện thị lúc này trong tay có thêm một tấm lệnh bài màu tím. Lệnh bài vừa hiện, y liền vung tay khu một cái về phía ngọn lửa màu tím. Lưỡi tím lăn không trải rộng ra, hóa thành một tấm lưới lửa màu tím lớn tới mấy trượng, bao trùm cái đầu rắn khổng lồ. Tiếng thiêu đốt xèo xèo vang, đầu rắn màu vàng kim bị lửa đốt xuất hiện từng vết cháy đen miệng nó vừa phát ra tiếng kêu rên thống khổ vừa há mồm phun ra một đám nọc độc màu lục nọc độc này có tính ăn mòn cực mạnh đến lưới lửa cũng không chịu nổi bị nó ăn mòn thủng một lỗ lớn rồi sụp đổ đầu rắn màu vàng khẽ lắc lắc há cái miệng như chậu máu ra gào rít một tiếng về đám người bạch dạ lần gào rít này lợi hại hơn trước rất nhiều khoảng không đằng trước miệng rắn cũng xuất hiện từng đợt sóng khí viên minh giật nảy mình không quan tâm tới việc quan sát nữa mà lập tức điều khiển hồn nha chạy trốn ra ngoài nhưng còn chưa chạy được bao xa hồn nha đã bị dư uy của sóng ấm chấn động cho thân thể run rẩy kịch liệt từ trong người tràn ra một mảng lớn khói đen thân thể gần như biến thành một cái bóng trong suốt cũng may cuối cùng không trực tiếp diệt vong viên minh chỉ cảm thấy đầu hơi choáng váng nhưng hình ảnh từ tầm mắt hồn nha truyền về đã hoàn toàn trở nên mờ ảo hắn không định suy nghĩ nhiều mà tranh thủ khi đợt sóng âm tiếp theo còn chưa tới vội vàng điều khiển hồn nha rút ra khỏi xà vương động rồi một lần nữa quay về trong thức hải cùng lúc này một con hồn nha khác từ trắng hắn bay ra rồi lúc nhanh về xà vương động dù có phải trả cái giá thần hồn bị hao tổn viên minh vẫn muốn kịp thời nắm bắt tình hình chiến đấu ở phía xa vương động sau khi làm xong hết thảy viên minh chợt nghĩ tới điều gì gọi hồn nha đang canh giữ bên ngoài vào trong hắn điều khiển hồn nha phụ thể trên người cốc đen xong là lấy ra địa du phù và túi trữ vật giao cho cốc đen cuối cùng là kích phát địa du phù một tầng ánh sáng vàng hiện lên trên thân cốc nó nhảy phóc một cái chui xuống đất rồi bắt đầu di chuyển về xa vương động hồn nha là một lần nữa bay vào chỗ sâu trong xa vương động nó cẩn thận từng chút tiến tới chỗ ẩn nóng lúc trước rồi hướng mắt nhìn về phía trước không khí phía trước chẳng biết từ khi nào đã xuất hiện sương mù màu lục thứ này kết hợp với chướng khí hỗn tạp sẵn có khiến tầm mắt càng bị hạn chế mọi thứ xung quanh đều trở nên mờ ảo xương độc màu lục này mang theo mùi chua hôi, rõ ràng là ẩn chứa kịch độc. Mặt đất và vách đá đều bị ăn mòn thủng lỗ chỗ, còn thi thể tên tán tu đen đuổi lúc trước giờ đã hoàn toàn tan chảy, chỉ còn lại một bãi nhầy nhầy. Chỉ thấy trong làn khói độc màu lục, tòa pháp trận màu trắng mà bạch dạ tán minh bày ra đã sụp đổ. Mười đại kỳ màu trắng đều bị phá hủy, mạnh vỡ rơi vãi đầy đất. Mười tên thành viên chính thức của Bạch Dạ tán mình Bốn tên thành viên Tạm thời lúc này đã bỏ mình ngã xuống Thi thể bị hòa tan phân nửa Làn da biến thành màu xanh đen quỷ dị Cả một đoàn người tiến vào Giờ phút này chỉ có Huyễn Thì Và Bạch Dạ là còn sống Đang điều khiển pháp khí chiến đấu cùng Kim Hoa xà vương Chỉ là trên mặt hai người Cũng nổi lên màu xanh nhạt Rõ ràng là đã trúng độc Dẫn tới động tác chậm đi rất nhiều vì chuyến săn giết xà vương này bà bạch dạ tán minh đã tốn không ít tiền bạc công sức khẳng định là đã chuẩn bị chu toàn mọi thứ rồi nhưng sao giờ lại thui thê thảm như vậy viên minh cảm thấy khó có thể tin thời gian hắn thu tới phóng hồn nha nhiều lắm cũng chịu khoảng nửa nén nhang không ngờ tình hình lại bất ngờ đổi hướng nhưng ngay sau đó ánh mắt hắn đột nhiên ngưng hắn thình lình phát hiện con xà vương đang chiến đấu cùng hai người bạch dạ hình như có gì đó khang khác. Hình như không phải là con khi trước. Chương 170 Trộm Đan Viên Minh điều khiển hồn nha bay vào sâu thêm một chút. Đoạn chăm chú quan sát, lòng chợt rung lên. Xà vương trước mắt, đích thị không phải là con lúc trước. Con này không chỉ hình thể to hơn nhiều, trên trán còn mọc ra một cái sừng cong như móc câu. Phần bụng cũng thấy nhô ra bốn cái, có vẻ như sắp cởi bỏ thân rắn hóa thành giao long. Con xà vương giao thủ cùng hai người bạch dạ khi trước, giờ này đang nằm thoi thóp trong đám chuông khí đằng sau. Nó lúc này có quá nửa số vảy trên thân đã bị tổn hao, máu tươi chảy dài, đầu cũng bị thương rất nghiêm trọng. Gần nửa cái đầu rắn bị đánh nát nhưng vẫn còn chưa chết, cái miệng đang khẽ khép mở giống như đang điều tức trị thương. Chỗ này là có tới hai con xà vương Nếu tình báo không mắc sai lầm Bạch giả tán minh cũng không tới nổi thê thảm như vậy Viên minh thầm than Độc giác xà vương có thực lực mạnh mẽ hơn con khi trước rất nhiều Độc tính của nọc độc do nó phun ra cũng mạnh hơn Có thể dễ dàng ăn mòn nham thạch Tạo ra cây hố to sâu hơn trượng Nọc độc của nó rơi xuống đất còn nhanh chóng bay hơi Hình thành làn xương độc màu lục Đáng sợ nhất là sừng trên trán nó, có thể kim sắc xả tuyến, có lực xuyên phá cực mạnh. Hai người bạch dạ và huyển thị cơ bản không dám để nó bắn trúng. Nhưng hai người dù sao cũng là tu sĩ trúc cơ kỳ, dù đã bị trúng độc nhưng vẫn phối hợp ăn ý, sử dụng các loại pháp thuật và pháp khí khá thành thạo, nên nhất thời còn chưa tới mức lạc bại. Bạch dạ điều khiển một phi kiếm sáng lấp lánh màu vàng, huyễn thị thì điều khiển một tấm khiên bằng đồng kiếm khí tung hoành, bóng khiên bay lượn, công thủ toàn diện, có thể chính diện ngăn chặn những đợt công kích liên tiếp của độc giác xà vương. Có điều, chỗ này tràn ngập xương độc, hai người dù có mang bảo vật tị độc bên mình thì vẫn không thể ngăn chặn hết được. Sắc xanh trên mặt dần dần tăng thêm, trong khi hành động càng lúc càng chậm chạp. Vẻ khắc máu hương phấn lộ ra trong con mắt hẹp dài của độc giác xà vương công kích mà nó phát ra càng lúc càng điên cuồng, mãnh liệt. Viên Minh không để ý tới màn chiến đấu trong động. Lúc này hắn đang sáng mắt, nhìn chăm chăm vào con xà vương bị thương. Kế tiếp, bắt đầu điều khiển con cốc đen đang âm thầm trốn dưới đất, để nó di chuyển về phía con xà vương kia. Trong động có hai tu sĩ trúc cơ kỳ, còn có hai con hung thú cấp 2. Để tránh bị phát hiện, cốc đen chỉ có thể tìm hành ở khoảng sâu dưới lòng đất 4 năm trượng, chấp nhận tốn thêm chút thời gian tiếp cận phần dưới thân xà vương. Một nhánh dây leo dài màu tím đen, bộ thành vô tức vương ra từ lòng đất, đoạn nhanh như chớp đâm vào vết thương trên thân xà vương rồi chui thật sâu vào bên trong. Con xà vương này đang hít thở điều tức, bị tập kích bất ngờ, hơn nữa còn bị tấn công vào đầu, đau đớn không chịu nổi há miệng kêu thảm. Ngay lúc này, một bóng đen từ mặt đất bên miệng kim hoa xà vương bắn vọt lên, vèo một tiếng đã chui vào miệng rắn đang ngoát ra. Nhánh dây leo kia cũng nhanh như điện rụt lại, xong cũng chui vào bên trong miệng rắn. Những biên cố liên tiếp xảy ra nhanh như điện khiến kim hoa xà vương mãi mới kịp phản ứng. Nhưng khi nó còn đang tìm cách ra xét, xem bóng đen chui vào trong thân mình là gì, một cảm giác đau đớn thấu tim đột nhiên từ bụng dưới truyền ra giống như có đao nhọn đang đâm thủng lục phủ ngũ tạng. Xà vương đau đớn gào thét, điên cuồng quẩy đuôi quốc loạn, đánh nát bấy đám nham thạch trên mặt đất xung quanh, bốc lên một đám bụi đất mờ mịt. Bạch dạ và huyển thị cùng độc giác xà vương đều phát hiện ra động tĩnh phía bên kia. Cả ba nhất thời đều do dự ngừng chiến đấu một chút. Bóng đen vừa rồi là thứ gì? Hẳn là quanh đây còn có người khác. Bạch Dạ và Huyễn Thì cùng lùi về sau một quãng, trong lòng vừa mừng vừa sợ. Khi con xà vương thứ hai với thực lực vượt trội đột ngột xuất hiện, bọn hắn đã sớm không còn vọng tưởng có thể hoàn thành mục tiêu. Chỉ mong có thể chạy trốn giữ mạng. Nhưng con độc giác xà vương này hình như vì bọn hắn đánh trọng thương đồng bạn của nó, bởi là bỗng nổi điên quấn lấy hai người không buông, cơ bản không cho bọn hắn chút cơ hội chạy trốn nào. Hai người lúc trước dù còn liên tục động viên nhau Nhưng kỳ thật trong lòng đã thấy tuyệt vọng Nhưng giờ dị biến liên tục xuất hiện Nói không chừng còn có hy vọng thoát đi Độc giác xà vương quay đầu nhìn đồng bạn một chút Xong lại không qua đi Mà rống giận rồi tiếp tục nhào về bạch dạ cùng huyển thị Tốc độ còn nhanh hơn trước mấy phần Mau tránh ra Bạch dạ hồi lớn đồng thời tránh qua một bên Huyển Thì cũng vội vàng lướt sang một bên khác. Bạch dạ tu vi thâm hậu nên còn có thể gắn gượng chống cực độc rắn trong người. Nhưng Huyển thị thì dần dần không còn trấn áp được. Kịch độc bỗng dâng lên khiến chân y lão đảo. Độc giác xào vương đã mở ra linh trí, không kém gì tu sĩ bình thường, nên chỉ nhìn qua liền lập tức bỏ qua bạch dạ mà nhào về phía huyển thị. Đồng thời cái đuôi thô to linh hoạt dị thường của nó quét ngang, hóa thành một dải bóng mờ màu vàng kim quất tới phía trước người. Huyễn thị không kịp tránh né, chỉ có thể tế tấm khiên lên, chắn trước người. Một tiếng ầm lớn vang lên, đuôi rắn hung hăng đập lên mặt khiên. Một lực dời non lấp bể đánh tới, chấn văng tấm khiên ra ngoài. Mặt khiên vốn nhẵn bóng, giờ lõm sâu xuống. Huyễn thị ở sau tấm khiên cũng bị một lực lớn chấn cho bay ngược về, như dịu đứt dây, nặng nề đáp xuống đất rồi ngất đi. Nhị đệ! Bạch già dạ kinh hãi vội vàng dốc hết sức quay lại phản công. Chui phi kiếm mỏ vàng ống của y bắn tới nhanh như điện chớp, đánh thẳng về đầu của độc giác xà vương. Kim khí huy hoàng chiếu cho người ta không thể nào mở mắt ra nổi. Độc giác xà vương há miệng phun một cái, tức thì một viên châu trắng ngà từ trong miệng nó bắn ra, mang theo ba động yêu lực kinh người, đụng thẳng vào thanh phi kiếm là một tiếng ầm lớn vang lên yêu lực dữ dội bộc phát bốc lên một đợt gió lốc ba phủ thân ảnh bạch dạ lẫn độc giác xà yêu hồn nha ở nơi xa cũng không thấy rõ tình hình bên trong chỉ nghe được những tiếng va chạm len keng sau mấy nhịp thở một bóng người màu trắng bắn ngược ra ầm ầm đập lên vách núi gần đó rồi lúng sâu vào bên trong bóng người này chính là bạch dạ độc giác xà vương trường từ trong đám bụi đất ra trên cổ nó lúc này có thêm một vết thương khổng lồ. Món tươi nhuộm đỏ nửa thân rắn, nhưng động tác của nó vẫn mạnh mẽ, nhoáng cái đã ở cạnh xà vương bị thương. Nó lúc này chưa định đi quản việc sống chết của hai người bạch dạ, mà là muốn cứu đồng bạn của mình. Nhưng cốc đen trốn trong người xà vương bị thương. Độc giác xà vương dù thực lực mạnh mẽ, nhưng cũng chẳng có biện pháp, chỉ có thể ở bên cạnh lo lắng xuông mà thôi. Thông qua hồn nha ở gần đó trông thấy cảnh này, viên minh không khỏi thầm than một tiếng. Hai người bạch dạ huyển thị liên thủ mà vẫn bị đánh bại một cách dễ dàng. Có thể thấy, thực lực con độc giác xà vương kia thật sự rất mạnh. e là đã đạt tới cấp 2 bậc cao. Dù hắn điều khiển cốc đen hành động, giúp hai người tạm tránh khỏi độc thủ. Nhưng đoán chừng, hai người này hôm nay khó mà sống sót rời khỏi nơi đây. Viên Minh có cảm nhận không tệ với hai người Bạch Dạ và Huyễn thị. Nếu hắn có năng lực thì tới cứu hai người này cũng không sao. Đáng tiếc, thực lực hắn hiện nay ngay cả trúc cơ còn chưa tới, chỉ có thể chọn cách khoanh tay đứng nhìn. Hắn tập trung điều khiển cốc đen, thôn phệ yêu lực của xà vương bị trọng thương. Khí tức của cốc đen tăng vọt, hiện nay đã đạt tới cấp 1 đỉnh phong, hơn nữa vẫn đang không ngừng tăng nhanh. Lúc này hình thể con xà vương bị trọng thương đã thu nhỏ phân nửa. Biên độ giải dụ càng lúc càng ngắn, thân mình dần dần trở nên khô quắc, khí tức càng ngày càng yếu. Cóc đen thì ngược lại, thực lực tiếp tục đột phi mảnh tiến, hiện tại đã vượt xa trình độ của hung thú cấp 1. Còn thiếu chút, chỉ thiếu chút thôi là có thể đạt tới cảnh giới hung thú cấp 2. Viên Minh thầm nghĩ, nhưng khi yêu lực của con xà vương này bị tự hắc yêu đằng thu nạp hơn phân nửa, tốc độ tăng trưởng thực lực của cốc đen bắt đầu chậm đi. Chính lúc này, nhánh dây leo màu tím đen chạm phải một viên châu màu trắng to bằng quả trứng gà, hình dạng rất giống với viên châu mà độc giác xà vương phun ra khi nãy. Cái này hẳn chính là xà châu do mật rắn biến thành mà huyện thị từng nhắc tới khi trước. Viên Minh thầm mừng rỡ, lập tức điều khiển yêu đằng ngắt viên xà châu xuống Xà Châu vừa rời thân Thân thể xà vương vốn đã sớm cận kề cái chết Khẽ rung lên Một tiêu sinh cơ cuối cùng Rốt cuộc cũng tiêu tan Hai mắt độc giác xà vương Bắn ra lửa giận như có thực chất Ánh sáng vàng kim trên sừng Đột nhiên tăng vọt Ngay tiếp theo là một đạo kim sắc xà tuyến To như cánh tay ầm ầm bắn thẳng tới chỗ cốc đen Cốc đen không hề hoảng hốt Chỉ thoáng kích phát địa du phù cả người liền lóa ra xuyên qua lớp da rắn chui sâu xuống đất khi thân ảnh nó vừa biến mất kim sắc xạ tuyến đã bắn tới nơi dễ dàng chém thân rắn khô quắc thành hai đoạn đồng thời còn tạo một vết nứt lớn dài mấy trượng trên mặt đất nhưng mà không động được tới một ngón chân nào của cốc đen độc giác xà vương ngửa mặt lên trời gào thét điên cuồng quật đuôi xuống mặt đất khiến cho nhất thời đá vụn bắn ra tung tóe bụi đất bay mờ mịt Cóc đen theo sự điều khiển của Viên Minh Chui xuống chỗ sâu bảy tám trượng dưới lòng đất mới dừng Há miệng nuốt viên xà châu màu trắng Xà châu này ẩn chứa phân nửa yêu lực của kim hoa xà vương Tiếc là yêu lực này bị khóa chặt bên trong viên châu Nếu là tu sĩ bình thường Dẫu có được xà châu Thì cũng phải vất vả một phen nếu muốn lợi dụng nó Nhưng mà cốc đen sau khi dung hợp với yêu đằng Đã thức tỉnh năng lực thôn phệ Có thể dễ dàng luyện hóa viên châu Tự khắc yêu đằng quấn chặt xà châu Một luồng yêu lực khổng lồ Liền dung nhập thân thể cốc đen Khí thức của nó tiếp tục đột phi mãnh tiến. Chỉ sau mấy nhịp thở Đã âm thầm đột phá bình cảnh Đạt đến một cảnh giới mới Thiên địa linh khí Từ khắp xung quanh trào vào Khiến chỉ trong thoáng chốc Mà tàn phủ, cơ bắp, làn da cốc đen Đều phát sinh biến hóa cực lớn Đồng thời không ngừng cường hóa Cùng lúc này tự hắc yêu đằng trong cơ thể nó cũng liên tục vặn vẹo và nhanh chóng trở nên cứng cáp. Hình thể cốc đen trở nên to lớn hơn khá nhiều. Những mụn độc phía sau biến mất hết, thay vào đó là 10 cái chấm màu tím, nhìn thuận mắt hơn trước rất nhiều. Những cái mụn độc kia cũng không phải biến mất, mà trên thực tế toàn bộ chất độc đều chảy về một chỗ nào đó, kết hợp với yêu lực cũng đang tuôn về nơi đó, ngưng kết thành một viên châu màu tím đen khí tức trên thân cốc đen nhanh chóng ổn định lại bột phát ra một cổ uy áp khổng lồ không thua kém chút nào so với xà vương vừa mới chết không lẽ đã tiến giai linh thú cấp 2? nét vui mừng thoáng hiện lên trong mắt viên minh hùng thú cấp 2 có thể so với tu sĩ rút cơ kỳ hắn rốt cuộc cũng có một phụ tá đắc lực rồi lại nói linh thú này đột phá tới cấp liệu có làm phản hay chống lại phù văn ngự thú hay không? Viên Minh đột nhiên nghĩ tới một chuyện, vội cảm ứng phù văn ngự thú trong cơ thể cốc đen. Nhưng chuyện mà hắn lo lắng còn chưa xuất hiện, cốc đen không chống đối phù văn ngự thú mà vẫn ngoan ngoãn nghe theo lệnh của hắn. Viên Minh thở vào nhẹ nhõm, lập tức cảm ứng thần thông hiện nay của cốc đen. Viên châu màu tím đen trong người cốc đen là nội đan của nó, không khác lắm so với xà châu của xà vương nội đan này chính là sản phẩm do yêu lực toàn thân ngưng tụ mà thành đợi sau khi nội đan hoàn toàn ổn định lại thì yêu thú có thể dùng nó như pháp khí nội đan của mỗi một con yêu thú sẽ mang tới những năng lực khác nhau xà châu của kim hoa độc mãn là không thể phá vỡ có thể lấy ra chọi cứng với kẻ địch trong khi đó nội đan của cóc đen thì khác năng lực thiên về hướng kịch độc độc ẩn chứa bên trong tự hắc nội đan của cốc đen có độc tính mạnh hơn trước rất nhiều, cách dùng cũng đa dạng hơn trước. Ngoài cách phóng độc, nội đan cốc đen còn có một năng lực khác, đó là có thể hấp thu kịch độc của độc vật khác, tồn trữ trong nội đan, đợi tới khi cần lại phóng ra. Lại còn có thể hấp thu kịch độc, để thử một chút xem. Vừa nghĩ tới đây, viên minh liền điều khiển cốc đen há miệng hút vào, xương độc màu lục trong hang ổ xà vương cùng độc chướng cùng cuộn chảy xuống đất dung nhập vào trong nội đan cốc đen như cá voi hút nước bề mặt nội đan vốn có màu tím đen theo đó xuất hiện rất là nhiều bóng mờ màu xanh nhìn càng thêm phần cổ quái kết thúc tập 53 bộ truyện tiên hiệp tiên giả cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi